tuần lễ vàng. Món quà trị giá 100 đô đến từ Một Bụi Finance. Cơ hội cho quý anh chị có thể kiếm hàng ngàn đô nữa. Hello tất cả mọi người. Đây là tin vui cho những anh chị nào thường chơi stock và chơi option cũng như là future trading bên stock. Món quà trị giá 100 đô đến từ Một Bụi Finance. Đó chính là tuần lễ vàng. Cơ hội cho quý anh chị có thể kiếm hàng ngàn đô nữa. Đợt vừa rồi, một trong những anh chị học viên cũng như là thành viên VIP của Một Bụi VIP đã nhân 10 lần số share từ 100 share lên 1000 share NVD khi tham gia vào Một Bụi VIP. Những anh chị nào mong muốn bắt những con như là Racking từ khoảng tầm 40 đồng lên 46 đồng từ thuyền trưởng Roll Trader Jaden, hoặc là những anh chị nào muốn bắt những người short của con Spy bên Option Trading, thì các anh chị có thể tham gia tuần lễ vàng của Một Bụi Finance hoàn toàn miễn phí. Tuần lễ này trị giá 100 đô. Quan trọng nhất là khi mà tham gia vào tuần lễ vàng, các anh chị có thể hiểu thêm về future trading. Chúng ta chỉ cần số vốn khoảng 500 hoặc là 1000 đô thôi, nhưng chúng ta có thể kiếm 3000, 5000, thậm chí 10000 đô mỗi tháng. Điển hình như là trong đợt vừa rồi, một số anh chị học viên cũng như là thành viên trong Một Bụi VIP đã lãnh về 30000, 50000 đô trong future trading. Nếu quý anh chị nào mong muốn thay đổi tương lai của mình bằng một nghề nghiệp mới của tương lai, thì đây là cơ hội chúng ta không thể bỏ qua. Những anh chị nào mong muốn tham gia thì hãy gọi vào số hotline 866-212-3389 hoặc là click vào đường link bên dưới.